Rồi bữa nay mình học cái bài làm việc với MySQL, tức là mình kết nối tới MySQL từ Node.js. À, bài này không có khó, dễ ẹt thôi. Nhưng trước đó chúng ta phải tạo đồ xét để thử nghiệm thực tập cái đã. Giờ tạo folder lớp 3 ha. Rồi vô folder này, chúng ta tạo folder. Ôi xin lỗi, chúng ta khởi tạo đó. NPM init đúng không? Kỳ vậy? Bị gì? Bị lỗi. Bạc. Rồi xong. NPM install app rep. Cài cái bộ các bộ rule cơ bản đủ kêu phục vụ cho cái đồ sách của mình. Còn sao con này cài gì nữa ta? NPM install chưa? NGS ha, một cái module để mình làm view được chưa? Kế tiếp đó mình cài gì nữa? Lúc này mình mới cần cài tới cái module MySQL nè để mình kết nối tới database. Đây là một cái module bất đồng bộ để giúp mình kết nối tới database MySQL. Node.js thì nó giúp mình kết nối tới nhiều loại database lắm. Giờ bữa nay thầy chỉ mấy em cách kết nối tới MySQL, mình mốt chỉ cho cách kết nối tới database khác, ví dụ như MongoDB ha. Đây, sau khi cài đồ check xong, mình có đồ check rồi mình mới cài này vô để nó giúp mình kết nối tới database. Tạo đồ check xong rồi làm gì nữa ta? Tạo một cái lúc mình tạo cái init đồ check nè, mình có khai báo nó mặc định, nó hiểu rằng mình phải có cái file này để chạy như là trang chủ, như là có chính của mình trong đó. Tạo file index.js, ở trong đây mình khai báo gì ta? Require gì quên rồi hả? Cái file gì? F-red ha, lưu vô cái biến tên là tên gì đó thì mình đặt rồi, mình sao nữa hả? ESP chạy cái hàm con trúc để khởi tạo nó xong lại làm gì nữa quên rồi ha. Cái báo biến bọt ha, bằng 3000 để mình chuẩn bị mình chạy với bọt 3000, bọt khác cũng được nhưng thường đâu nói CS mình dùng bọt 3000. Làm gì nữa hả? mvb.view đúng không? Mình khai báo gì? Xin lỗi, mvb.set view mình để trong folder nào? Folder view. Dạ vậy vào đây mình tạo folder view để mình chứa các cái view của mình được chưa? Cái báo nữa gì nó quên rồi hả? Cái báo gì nữa? Set view engine nhớ không? Đây nè, bài trước mình học nè, cái này nè, sử dụng ngs này. Sau khi mình khai báo view xong, khai báo cái view engine nữa được chưa? Đây view engine là ngs rồi, sau này mình dùng làm gì nữa quên rồi. Hàng loạt các cái khai báo, các cái đường dẫn tới các cái chức năng, và cuối cùng abb chấm listen cái bọt đó. Hai giờ sau khi listen xong mình chạy cái hàm callback đúng không? Hàm callback này mình làm gì hả? Mình xuất ra dòng chữ ứng dụng đang chạy ở bọt nhiêu đó ha. Bây giờ chạy sao? NPM not index thử chạy không ha? Không chạy. Kích ứng dụng đang chạy bọt 3000 được chưa? Ngắt, còn trên C ngắt không là lần cuối nha, tạo đồ check nó mất không ngắt nữa nha. À, nếu em là muốn khi mình chỉnh đồ check nó có tác dụng ngay thì cài thêm npm install node mon ha. Rồi sau khi mình cài xong mình không có chạy node index nữa, mình chạy là node mon index. Lúc này mỗi lần mình có chỉnh sửa gì mấy cái file index cái file JS đó, nó sẽ tự động nó stop, nó sạc lại luôn, mình khỏi phải
ngắt rồi chạy lại nữa, hiểu chưa? Chạy nốt mon nha, chứ không chạy nốt nữa nha. Rồi xong rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu với việc thực tập sử dụng cái module Node MySQL để cái Node database đó. Chúng ta kết nối với MySQL như thế nào? Đây, chúng ta rewrite MySQL vô. Đây là một cái module bất đồng bộ giúp mình kết nối với MySQL. Thôi bây giờ tập trung, không có làm việc riêng. Ngồi nghe vậy. Này hả? Khai báo cái engine, cái module sẽ giúp mình làm view. Được kia, hồi nãy mình đã cài module này rồi, thì bây giờ khai báo để mình dùng. Vì sau này muốn mấy em có thể dùng module khác để là giúp mình làm view thì khai báo tên module nó vô đây. Được chưa? Khai báo với nó gì hết là cái công cụ để xử lý view là cái công cụ nào, cái module nào nha. Rồi khai báo cái folder, có folder nào là folder chứa các view đó. Folder này mấy em khai báo tùy ý, nhưng thường mình sẽ khai báo là tạo folder view luôn. Đây nè, folder view này chính là này nè, được chưa? Các view của chúng ta lưu trong folder nào chúng ta phải cho Node.js biết. Cái công cụ nào, cái module nào xử lý view mấy em phải cho nó biết nha. Rồi bây giờ rewrite cái MySQL vô, rồi mình lưu giữ biết cái gì cũng được. Thông qua nó chúng ta chạy cái hàm relay connection, khai báo địa chỉ MySQL là ở đâu, username kết nối, username và password kết nối, tên database mình sẽ kết nối tới. Khai báo này là khai báo cho ai? Khai báo cho Node.js nó biết MySQL này mình đang chạy ở máy nào. Về sau này mấy em kết nối tới máy khác thì khai báo đúng ha. Cái này là thông số dịch cho Node.js chứ không phải cho mình nha. Đó. Vậy bây giờ chúng ta tạo database bookstore vô đây, vô BB máy min, chúng ta tạo database bookstore để chúng ta kết nối ha. Bookstore kịch. Rồi chúng ta có database bookstore rồi nè, để chúng ta kết nối tới chúng ta xài. Còn chưa tạo database hỏi cái báo lỗi à. Tạo xong rồi sao nữa? Chúng ta sẽ chạy một câu lệnh chơi ha, chạy câu lệnh chơi. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa một cái đường root, cái tên là table relay. Đúng tự nhiên kêu tên mình chơi, mình chỉ chuẩn bị một câu lệnh SQL và chạy câu lệnh này như thế nào. Ở đây chúng ta đã kết nối tới database nè, chúng ta lưu dùng một cái biến tên là cái hàm relay connection đó, giúp chúng ta kết nối tới database MySQL. Kết nối xong nó trả về một cái đối tượng chúng ta lưu vô với tên mình đó, thì đây là chính là cái đối tượng kết nối tới database này. Mỗi lần muốn tương tác với database này chúng ta dùng đối tượng này. Đối tượng này mấy em đặt tên gì cũng được, kịp chưa? Đó. Bây giờ không phải là lúc mấy em làm lớp 2, giờ này là giờ của bài 3 ha. Rồi nghe giảng để mình biết làm. Nó đơn giản, nhưng không nghe là không làm được, ngồi nghe chút là làm được. Rồi chúng ta đang test làm sao mà chúng ta chạy một câu lệnh thông qua đối tượng này. Hàm phổ biến nhất là hàm query tên, rồi query chúng ta đưa câu lệnh SQL. Câu lệnh này có thể là insert, update, delete, select và những cái câu lệnh trong ngôn ngữ SQL ha. Và sau khi chạy xong cái một cái hàm callback sẽ chạy. Đây là hàm bất đồng bộ nha. Module mà chúng ta đang cài là module hoạt động theo cơ chế bất đồng bộ. Bất đồng bộ nghĩa là sao? Nghĩa là khi màn này chạy chưa xong, lệnh dưới đây đã chạy rồi, chạy trước rồi. Lệnh phía dưới có thể chạy trước khi cái lệnh trên có kết quả. Chính vì thế mình mới xài callback. Nếu này theo bất đồng bộ á thì mắc cớ gì mình ghi vậy?
ghi lệnh này về luôn là xong. Ghi vậy nè, nghĩa là lệnh này nó chạy xong rồi mới tới hàng này, kịp chưa? Đó, còn này chừng nào nó chạy xong thì nó mới chạy lên này ha. Hoạt động theo cơ chế bất đồng bộ mình cứ viết trong cái hàm callback, chừng nào lệnh này chạy xong thì chừng nào có gì mà kết nối tới MySQL để kia thực thi, MySQL nó thực thi xong nó trả về kết quả thì đoạn code này mới chạy. Và nếu mà em có ghi cái gì đó dưới đây thì lệnh dưới đây này nó chạy trước lệnh này đó ha. Trong MySQL cũng còn, trong cái thế giới nó sẽ cũng còn một cái module nữa là hoạt động theo cơ chế đồng bộ. Nếu dùng module đó thì đoạn code này em ký viết dưới đây thoải mái. Được chưa? PHP là một cái công nghệ làm web theo cơ chế đồng bộ. Lệnh trên chạy chừng nào xong mới lên lệnh dưới, lệnh này chạy giờ xong mới lên lệnh dưới. Còn Node.js là một công nghệ mà đặc trưng nhất của nó là bất đồng bộ. Bất đồng bộ là rất là nhiều hàm, rất là nhiều module của nó hoạt động theo cơ chế bất đồng bộ. Chừng nào hàm chạy xong mới tới này chạy. Kịp chưa? À, chúng ta thường hay thấy dùng hàm callback trong thế giới Node.js là như thế. Rồi, thì cái query này nó trả về cái gì? Nó trả về hai thứ, một là error, thông tin về lỗi. Câu lệnh này mình có thể viết sai vậy. Một là sai cú pháp ha, hai là thiếu field này kia, những cái field mà mình truyền vô, những cái field mà nó bắt buộc nó null mà mình không truyền thì nó báo lỗi. Lỗi nhiều lắm ha, nó nằm trong đây. Cái tham số thứ hai là kết quả thực thi của hàm query. Nếu đây là câu lệnh select thì toàn bộ những record đổ về nằm đây nè, kịp không? Đó là cái array. Hai biến này mấy em đặt tên gì cũng được, như cái biến đầu á nó chứa thông tin về lỗi thực thi, cái này, thằng này nó chứa về cái kết quả thực thi của query, mấy em đặt tên gì cũng được. Ở đây mấy em thấy gì đây? Nếu có lỗi, viết tắt có chữ not null đó ha. Nếu mà khác null, true error, bắn lỗi ra, console bắn lỗi ra đây nè, giờ nó dừng lại ngay lập tức, giờ nó không chạy tới đây đâu. Lỗi mà chạy tới đây tức là trên đây không có lỗi gì hết, kịp không? Chúng ta cài này vô lên chấm lép có ghi thì hỏi nó nha, thì kêu gọi cho thầy coi cái lệnh kiểm soát lỗi coi thế nào. If error này ha, rule mình bắn này đưa cái giá trị không có lỗi ra để mình thấy, chút xíu nữa mình chạy thế nào không thấy lỗi kìa coi, hiện tại nhìn trong đó chúng ta biết nha. Rồi câu lệnh này ở trên đây là một câu lệnh select, insert, update, delete gì sao cũng được. Bây giờ ở đây thì viết là gì đây? Create table book id là kiểu in 11 byte, auto increment khóa 9. Field thứ hai là title varchar 255. Field thứ ba là slot varchar 255. Field thứ tư là write kiểu block. Field này description varchar 4000. Email varchar 255. Varchar tối đa là 4000 thôi nha, 4000 byte nhiều lắm á. Số 2 ẩn hiện, ID khác là ID lỗi in 11. Và nếu mình chạy câu lệnh này, nếu mà ngon lành á, nó sẽ tạo cho mình một cái table trong cái data, trong database mà mình đã kết nối tới, được không? Rồi định nghĩa xong lưu lại qua đây chạy thử coi nha. Table relay đúng không? Localhost 2.3000 set table relay kịch vô không? Xem ra vậy trời, qua đây coi thử coi nó có vô không nè. Trong database này nó vô rồi nè, thấy chưa? Vô cấu trúc coi nè, con lành chưa? Con lành không? Tại sao nó im khô như thế hả? Tại sao nó im khô như thế? Tại vì khi mình tạo xong nó chỉ xuất vô console log thôi ha. Table relay nè, mình đâu có xuất ra trang web đâu, mình đâu có send gì đâu, mình đâu có render cái gì đâu, và mình cũng đâu có chuyển hướng qua đâu đâu, hiểu không? Thì nó im khô là phải rồi ha, im khô phải rồi. Mình ví dụ như mình chỉ, thí dụ như mình đi response.redirect chuyển qua trang khác thì nó chuyển qua, mình thấy tác dụng, hiểu không? Hoặc là mấy em xem về view, hoặc render một cái view để mình mới thấy được cái view đó nha. Tiếp tục mình một cái ví dụ khác,
chèn dữ liệu vào. Cái bản mình mới tạo nó chưa có dữ liệu. Giờ mình thực tập cái lệnh chèn dữ liệu vô là gì? Mình sẽ định nghĩa một cái đường root khác. Một cái đường root có tên là sbook thêm sách. Đó. Câu lệnh SQL mình sẽ chèn vô là gì? Insert in into bản book hai cái field title và rank. Giá trị lĩnh nam chích quái giá trị 300 350 ngàn. Rồi mình thực thi câu lệnh này thế nào? db.query. Biến db này ở đâu ra? Hả? Mình khai báo trên. Cái biến nào mấy em khai báo phía trên này thì với từ khóa va những biến đó con cũng được dùng được toàn bộ trong mấy cái hàm. Trong mấy cái hàm bên trong mình xài được cái biến mình đã khai báo ở mức độ toàn cục. Serverless là vậy. Phải không? Mình khai báo ở đây, mình xài được trong tất cả những hàm bên dưới. Được chưa? Rồi. Chú ý ha. Ở đây mình chạy câu lệnh SQL insert into. Mình hứng lấy kết quả lưu vậy. Chỗ này mình có thể bỏ function mình ghi sao. Chỗ này là dấu. Hàm mũi tên cũng được. Ở đây mấy em thấy thầy dùng send nè. Send về cái data mình coi chơi để mình coi cú pháp của nó. Ha. Giờ bây giờ chạy thử nè. Sbook đúng không? Sbook. Kích. Sao thấy chưa? À, nguy hiểm rồi nè. This size can not be read. Tức là bọt 3000 này không còn chạy nữa. Website mình đã ngưng rồi. Kỳ vậy. À, lỗi tè le bên đây nè. Đang có cái gì đó. Đang có cái lỗi gì đó. Nó ngưng lại bọt 3000 rồi. Table book đang tồn tại. Nghĩa là cái đường dẫn hồi nãy nó chạy thêm một lần nữa đó. Nguy hiểm ha. Theo đúng là gì nè. Cái đường dẫn ở trên này nè, mình làm xong á, mình làm cái gì xong mình nên chuyển hướng qua trang khác. Chứ để nó chạy thêm một lần nữa thì tạo thêm bản nó trùng tên bản lỗi. Thì không? Hồi nãy thì gõ vô tình thì gõ thêm lần nữa đó. Ráng ra thì tắt cái tab này đi mở lại mới được. Thì bây giờ thôi. Thêm sách. Rồi nó ngưng luôn rồi, nó giận rồi. Chạy lại coi. Nè ra rồi nè. Một dòng effect row thấy không? Đã chèn được một dòng đó. Thấy rồi này không? Cái thuộc tính này mình thường hay xài trong cái dữ liệu từ MySQL đổ về để mình biết bao nhiêu dòng bị ảnh hưởng. Thí dụ mấy em update bao nhiêu dòng, mấy em xóa bao nhiêu dòng, chèn bao nhiêu dòng thì nó đổ về cho mình biết ha. Trong cái biến la la này nè, trong cái biến phía sau này nè, đây mình send ra cho mình coi chơi nè, thấy không? Rồi insert id là gì? ID của cái dòng mới được chèn là mấy. Nhất đôi khi mình cần cái này lắm. Lấy ID của dòng mới chèn để mình dùng tiếp. Ha. Ví dụ mình mới chèn một cái đơn hàng mới, lấy ngay cái ID đó để dùng trong cái bảng đơn hàng chi tiết. Thấy chưa? Lấy dữ liệu đổ về trong đó. Đây là một cái dữ liệu chi sinh đổ về từ máy của em. Thì mấy em muốn truy xuất này á, mấy em cứ chỉ cần ghi data chấm insert ID là lấy được. Hiểu không? Hay là cần lấy view này ghi data chấm effect row là lấy được bao nhiêu vậy? Chút nữa mấy em sẽ thấy trong ví dụ bên dưới thì có xài ha. Rồi bây giờ coi lại nó chèn được không? Bấm nút round coi thử nè, có một dòng vô nè, 350 ngàn lĩnh nam chích quái nè, thấy chưa? Thầy đã chèn thêm một cái dòng mới cho nó. Rồi tiếp tục chèn theo cách thứ hai. Hồi nãy sbook, bây giờ book s. Định nghĩa đường khác chơi, đường dẫn khác chơi. db.query insert into book set dấu hỏi b function.
À, vụ này ngủ ngộ nha. Lúc này cái hàm query của mình có mấy tham số? Hồi nãy trên đây là có hai tham số nè. Tham số thứ nhất là câu lệnh SQL. Tham số thứ hai là cái hàm callback liền. Thấy không? Bây giờ ở đây, trong một cái cảnh khác, chúng ta có ba tham số. Tham số thứ nhì này, nếu có không, nếu không phải là hàm callback thì là dữ liệu mình sẽ đưa cung cấp cho câu lệnh phía trước. Trong câu lệnh này mình có thể ghi một số giá trị, một số dấu hiệu đại diện, ghi dấu hỏi nghĩa là gì. Ở đây ghi B thôi nghĩa là gì, nguyên cái này nó ẩn xuống đây ha. À, và nó sẽ replay vô đây và ghi vậy thì nó hiểu sao. Giá trị này sẽ được đưa vô field title, giá trị này đưa vô field right, giá trị này đưa vô field, đây là tên field trong cái bảng book mà chút nữa mình sẽ chèn. Ghi đúng tên field nha, được chưa? Rồi cái hàm callback mình đón nhận cái kết quả đổ về để mình xử lý. Đối với em nè, không có hàm này, dữ liệu chèn vô không? Dữ liệu có chèn vô không? Vẫn chèn ha, nó vẫn chèn. Cái điều mình không thấy kết quả nào, với nó đổ ra. Còn mình ví dụ mình đón nhận rồi mình xem về dữ liệu mình coi, hoặc mình nạp cái view thì mình mới thấy tác dụng ấy, hoặc mình chuyển hướng qua trang nào đó mới thấy. Còn không có hàm callback này nó vẫn chèn à nha. Út nghe đúng không? Rồi bây giờ qua đây Book add good nè, chèn thêm một dòng mới nè, ID của dòng mới chèn là 2 nè, thấy không? Qua đây coi kiểm tra có phải không? Round nè, ngữ dự nhật ký nè, 147.000 nè, 147.000 ngữ dự nhật ký nè, thấy không? Woo. Dễ không? Dễ gì nha, khó dễ luôn. Tiếp tục thêm dữ liệu vào máy của em từ cái form hoặc u rảnh là ha, ha. Bây giờ lại định nghĩa một cái đường dẫn khác, thì định nghĩa một cái đường dẫn có tên là book s 2 s book 2 request query title, request query write, request query slot, nghĩa là sao? À, cái này nhìn xuống này, thầy lấy ba giá trị này trên u rận là phải không? Hoặc nếu lấy từ form thì làm sao? Cho này ghi sao, ghi gì? Body đó gì đó, cái form mà method report gửi lên á ha. Lấy từ từ slot, từ u rận là vô được cái giá trị, rồi ba cái này nè mình sẽ đưa vô đây. Mình cũng tạo đối tượng B giống như trên, ở trên này B nè, mình fix giá trị. Còn ở đây á, tùy trên u rận là gõ gì mình đưa vô ba biến này, ba biến này mình bỏ vô đây, tên nè, da nè, slot nè, hiểu không? Rồi mình chèn query thì em insert into đi trang như trên, kết quả sẽ dần chèn vô database với những giá trị mình đã gõ trên URL. Nhưng mà ở đây thầy làm khác, redirect tới trang chủ. Ở trên đây thì xem ra cái kết quả thực tiên MySQL coi chơi. Thực tế là khi mình chèn xong á, mình phải chuyển đi trang khác, chỉ gì trang nào tùy mình, trang danh sách book, trang cảm ơn, trang thông báo, trang chủ của admin, trang gì đó tùy, hay là trang chủ phần sai gì đó tùy. Lệnh để chuyển hướng là lệnh gì? Redirect.redbone.redirect, rồi ghi cái đường dẫn mình muốn chuyển tới, thấy không? Thấy rõ chưa? Muốn chuyển qua trang khác thì làm sao? Redbone.redirect ha, lên chấm bài thầy hỏi nó nha, gõ thầy lên chuyển hướng coi. Thì kêu nhìn bóng đèn kìa, nhìn cái thầy xóa lên này cái rồi gõ lại coi. Thầy xin xét hả? Còn xét thì ta làm cái việc rất là đơn giản, trừ điểm.
Đây là một cái lệnh rất là cơ bản, chuyển qua trang khác. Tại sao không chuyển? Tại sao mình chuyển qua trang khác? Nếu em không chuyển, người ta F5 mà người ta nạp lại á, nó chèn cái record đó rất là nhiều lần luôn. Người ta F5 5 lần, nó chèn 5 lần cái đó. Dù cái cũ vẫn còn yên nguyên mà. Được chưa? Chèn xong là mình phải chuyển hướng đi trang khác. Ha, lệnh này chắc chắn mình phải xài. Nhưng mà chút nữa mấy em sẽ thấy lỗi nè. Bởi vì thầy chưa định nghĩa cái đường root nào tên là sạc tên đây thêm. Chưa có. Chuyển về nó báo lỗi nè. Được chưa? Rồi, bây giờ chèn vô chơi. À, cái đường dẫn này Adbook 2 đúng không? Adbook 2. À, dấu hỏi. À, gì đó, title bằng nói với tuổi 20 và right bằng 50.000 và slot, phải slot không? Slot bằng nói với tuổi 20. Slot sai à? À, vô và đúng không? Đó, mình truyền các cái giá trị trên thanh địa chỉ rồi truyền như thế. Dấu hỏi, sau dấu hỏi đó là các cái giá trị mình sẽ truyền vô. Tên bằng giá trị, tên bằng giá trị, tên bằng giá trị. Thì trong Node.js mình lấy vô sao? Hả? Request.query hoặc vuông cái tên view đó. Kịp không? Đây cũng là chuyện rất là cơ bản. Mọi người chú ý để biết mà lấy giá trị vô mới mà xài nha. Bắt đầu từ bài 3 kiểm tra chấm lép là thầy có nhiều công cụ để trừ điểm bên quay nè. Cẩn thận nghe. Enter. Cái nó chuyển qua trang chủ mà trang chủ mình chưa định nghĩa, nó báo lỗi về là phải. Ha. Nó báo lỗi về tức là cái đường dẫn mình chuyển tới là không có thôi, chứ ứng dụng vẫn chạy nha. Chừng nào nó ghi là this site cannot be read á thì ứng dụng mình mới dừng. Kịp không? Còn như vậy thì ứng dụng mình vẫn còn đang chạy mà. Cái đường dẫn mình chuyển tới này nè là không có. Nhưng database thì vẫn vô vô rồi đó. Chúng ta xem thử. Bấm nút rao nè. Dòng thứ 3 đã vô là nói với tuổi 20 nè. Slot là 50.000 nè, mấy em thấy chưa? Đây là ví dụ của cái việc lấy dữ liệu từ URL, từ địa chỉ. Như vậy thì chỗ này, hồi nãy chỗ này mình ghi cái khác. Adbook 2. Adbook 2 dấu hỏi. Mình ghi khác. Title bằng nói với tuổi 30 ha, và price bằng 100.000 và slot bằng thì nó lại lấy giá trị này, nó chuyển ra ta bay tiếp. Tùy cái giá trị mình gõ trên đó, mình nó lấy nó bỏ vô. Nó không còn cố định nữa đâu, tùy theo mình gõ như thế nào thôi. Mấy em thấy chưa? Thì cái này linh động hơn rất là nhiều đúng không? Tiếp tục. Mình bây giờ lấy dữ liệu ra, hồi nãy chèn vô rồi giờ lấy ra chơi ha. Lấy ra là select. Đúng không? Lấy ra là select. Đây. Select sao Chromebook C. Hàm DB query của mình đây, db.query câu lệnh SQL. Hàm callback để đón nhận. Biến đầu tiên là lỗi. Thông tin lỗi. Biến thứ hai là gì? Là dữ liệu từ máy cho nó đổ ra đó. Đây là cái array, cái mảng các cái record dữ liệu từ MySQL đổ ra. Kịp không? Xong mình sẽ đưa cái data đó vô biến, biến list, biến này đặt tên gì cũng được. Và trong cái view này nó sẽ lập qua cái đó để nó hiển thị. Kịp chưa? Thấy không? Biến này mấy ông đặt tên là D thì chỗ này ghi D. Đó là cái mảng các record. Là chấm lép thì hỏi biến này ai gán cho nó vậy em? Thì em nói rằng hàm query gán đó thầy ơi.
Ok, được không? Nó ăn không biết là từ điểm. Query sau khi chạy xong, việc của nó là đưa giá trị vô hai đây để cho cái hàm này nó chạy, nghĩa nó gọi để chạy. Được chưa? Query đó gán. Ở trên đây, lệnh này mình bỏ cũng được. Tuy nhiên thường thì không nên bỏ. Để mình thấy có lỗi thì mình bắn lỗi ra. Hiểu không? Vậy bây giờ dịp tiếp theo mình làm gì? Ở đây mấy em thấy là lệnh nè, sau khi mình select xong thì mình sẽ render một cái view. Ha. Ở đây mấy em thấy thầy có viết hai lệnh này. Nếu phía trên này mình có lệnh đó rồi thì thôi, không cần gác đâu đây nữa. Ha. Hả? Nạp cái view này ra để hiển thị, để nó xử lý. Về cái view này nào ngáp mà kêu ghê, ngáp mà kêu ghê trời, mất khí thế nghe, đang nổ sung tự nhiên cái ngáp mà ngáp kêu nó mới ghê nữa. Tạo view exit. Rồi trong view này mình làm gì đó mình làm. Và trong view này thầy làm gì đây? Đó. Đây. Nạp nó sẽ nạp bút tráp vô ha. Mình để con 8 để nó hiện vừa vừa, không hiện quá rộng. Thì mở cái table, đóng cái table. Rồi. Thầy làm gì đây? Thầy lập ha. Thầy lập như thế nào? Nhỏ hơn phần trăm lớn hơn. Trong đây for hoặc tròn, nó hoặc tròn hoặc móc, cái này phần trăm. Rồi xuống đây enter vài cái, nhỏ hơn phần trăm lớn hơn hoặc móc. Những gì giữa hai cái này sẽ được lập, sẽ được lập ha. Trong cái điều kiện lập for mà ghi sao, khai báo một cái biến tên gì cũng được. Ủa? Cái mảng ngoài đây truyền tới nè, cái mảng ở đây truyền tới biết tên gì thì gì mình lập cái biến đó. Được chưa? Đang có 50 cuốn sách đang đổ về thì mảng này có 50 phần tử và dòng kho này lập 50 lần, kịp không? Rồi trong đây mình muốn hiện gì đó mình hiện đó. Ở đây thì hiện ra b chấm title, b chấm right. Ha. À, được chưa? Biến này title với right ở đâu ra? Ở đây mình select, mình select tất cả các field từ bản book, thì trong đó nó có slot, nó có ID, nó có title, nó right. Được chưa? Giả sử như cái bảng này có 6 field thì này mỗi phần tử của nó cũng có 6 giá trị của 6 field đó. Hiểu không? Còn thí dụ như mem select ID right title nhiêu đó thôi, thì cái mảng này mỗi phần tử nó sẽ có 3 giá trị của 3 field đó, kịp không? Rồi qua đây mình chạy thử coi nhé. Bây giờ test thử nè, book thì bây giờ mình có book, book xì quê lỗi vậy, nó báo lỗi gì? Báo lỗi gì? Reference error, book not defined. Book nào? Book này nè mọi người. Book này chưa định nghĩa. Tại sao định nghĩa trời? Cái này B hả? Trời ơi kỳ trời. Nha. Không biết quán đúng không? Nha. Cái này B với này book. Tào láo. B. B. Đó. Một cái lỗi nó ra tà le vậy đó. Bình tĩnh ha. Nhìn coi như thế nào phải không? Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại coi chỗ nào đáng nghi ngờ. Rồi sửa. Nạp lại coi. Wow.
Đã không? Giờ hiện ra biến thành chữ qua làm được không? Biến thành chữ qua được không? Hiện thêm những phiêu khác được không? Không được. Thêm phiêu nữa nè. Good. Good. Slot. Nào lại coi. Gì quay đâu à? Slot rồi thấy cái chọn không? Không có. Slot vô. Qua đây nạp lại. Thấy liền. Như thôi. Rồi bây giờ ở trên này nè. Trên vào là for này nè. Trên dùng for này copy biên này ha. Trên cái for này thêm cái nữa. Mình biến thành TH. TH 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 ha. Cái này biến thành chữ tiêu, đề hay là tên sách. Cái này mình đặt tên là giá ha. Cái này đặt tên là slot. Chạy cái 1% là cái dấu hiệu mà cái module ECS nó sẽ dùng để biết đó là lệnh của nó, để nó giúp mình xử lý. Đây là những cái lệnh của module ECS. Mấy em phải để vậy nó mới chạy nha, không để vậy là thua á. Không có này thua đó. Vậy là hôm trước không học bài 2 rồi đúng không? Kết. Rồi bỏ nè. Bỏ giống này đi. Mình coi chuyện gì thế ra nè. Kết. Đó, nó ra gì luôn nè. Bê ra đúng không? Đó, không có phần trăm đó. Thì mình gõ gì nó ra đó. Đúng chữ luôn. Kịp chưa? Đó, mình gọi chữ gì nó ra chữ đó. Thấy không? Còn mình có phần trăm vô thì module ECS nó hiểu đây là lệnh mà nó sẽ biết đây là lệnh lập của module ECS đó. Gọi đi vô, chạy. Lỗi. Bởi vì ở đây có mở thì nó tìm cái đóng rồi. Nó lúc này ECS nó biết đây là lệnh của nó rồi. Thì mở ở đây mà không có đóng nó bỏ lỗi. Kịp chưa? Phần trăm. Thôi chơi thôi chứ em chưa hiểu thì em cứ hỏi, chưa rõ thì cứ hỏi thôi. Thôi nha. Kết. Nó lập. Nhưng ở đây là chữ bình thường à. Hiểu không? Đó, còn với ECS thì nó hỗ trợ mình hiển thị biến ghi bằng cách nào? Nhỏ hơn, phần trăm. Phần trăm. Lớn hơn. Chạy. Ủa sao kỳ vậy? Hả? À, để hiện giá trị của biến thì chưa đủ, phải có dấu bằng nữa ha. Đây coi. Ok. Tương tự ở đây. Nhỏ hơn phần trăm bằng phần trăm. Lớn hơn. Đúng không? Nhỏ hơn phần trăm bằng rồi phần trăm. Lớn hơn. Chạy. Đó ra. Nhưng mà để cho đẹp đẹp á thì đừng ghi sát vậy, ghi ra ra sai sai chút như này. Để mình dễ nhìn. Hiểu không? Cái này nó tương đương với cái lệnh echo cho bé bé á. Rồi. Đây là danh sách các quyển sách đang có từ database ha. Còn mấy em muốn lấy theo điều kiện nào, sort hay là order gì đó thì cứ diễn tả trong câu lệnh SQL này. Hiểu không? Order by, where, limit. Đấy, ha. Rồi. Vậy muốn lấy dữ liệu từ database đơn giản viết câu lệnh select. Rồi chạy hàm query, đưa cho nó câu lệnh này nó chạy. Bây giờ thêm cái dấu phẩy để chơi. Đấy, qua đây coi chạy cái đó lỗi không. Lúc này nó thấy vậy là căng rồi đó. Nó dừng lại ứng dụng mình luôn rồi đó. Cái bọc 3000 là hết chạy luôn rồi đó. Đúng không? Thấy lệnh này là biết ha. Qua đây nè, lúc này mình qua đây mình coi. Từ lưa bên đây nè. Đó, nhìn. Và lúc này người yêu vấu của chúng ta lại chỗ này nè. Nhìn. Kiếm cái chữ near. Tìm cho được cái chữ near. Nghe nói mình trước cái chữ near là lỗi đó.
trước chuyến đi. Chú sao chú với nhái là rơm bút à, phía trước rơm á, lỗi đâu đâu trước chiếc rơm á, nó chỉ mình đó. Thì vô đây nhìn ha, coi có chữ rơm không, chữ rơm đâu đây nè, rồi phía trước chữ rơm là có chuyện đó. Dạ mấy em thường hay bị lỗi này nhiều lắm, hiểu không? Một cái lỗi mấy em thường hay nè, chỗ này nè, ghi tiếng Tàu, rơm mà ghi phơm à, ghi tiếng Tàu rất là nhiều ông bị lỗi này. Rồi chạy thì cũng lỗi nữa, cũng lỗi y chang vậy. Khi bị lỗi vậy mấy em thì sao? Rồi sửa thì xong nó sạc lên luôn cái gì mày nè. Chạy. Rồi lỗi tiếp. Lúc này nó báo sao? Nghe trước cái chữ bút á, có chuyện. Như vậy nè, thấy không? Rồi câu lệnh, nếu mình nhìn muốn câu nhìn câu lệnh thì nhìn nghe luôn nè. Trước cái chữ bút này nè, là cái chữ này sai nè. Nha. Đó. Thì vô đây sửa lại cho nó đúng. Được. Luôn. Qua đây chạy coi. Chạy ra. Nốt mà mình thấy nó sai á thì nó tự nó sạc lại cho mình, sửa lại đi đúng cái sạc lại cho. Được chưa? Ok. Tiếp. Sắp xong rồi. Lấy dữ liệu từ máy của em với điều kiện là tham số truyền tới. À, bây giờ mình viết một đường root tên là book rồi tham số. Tham số này là ID của book. Tùy theo ID đó mà một quyển sách nào đó sẽ được hiện ra. Kịp không? Đó. Thì bây giờ chạy book 2.ID. Không? Vậy muốn xem chi tiết quyển sách nào mà ghi bút rồi sẹt 1, sẹt 2, sẹt 3 gì đó. Request baram.id. Lấy cái giá trị này xuống trên thay địa chỉ. Ha. Bạc. In. Với hệ số 10 để chuyển thành hình số. Ai để ai gõ chữ mình biến thành số 0. Được chưa? Rồi mình select book nè, thư sách nè, where cái cột ID bằng cái giá trị của biến này truyền tới. Sau đó mình chạy câu lệnh này để mình lấy dữ liệu. Cái này bỏ đi ha, tên có rồi thôi. Còn sau lock data này để mình coi chơi cái cấu trúc của data, cái dữ liệu nó đổ về. Nếu mấy em muốn coi thì mấy em còn sau lock mấy em coi, coi trong lock á. Rồi sau đó mình render cái view này, mình đưa cho nó cái data này nè, dùng biến tên là book, biến này trùng tên này cũng được, biến này được dùng ở đâu, dùng trong cái view này. Được chưa? Đây là lệnh mình truyền data cho view ha, truyền bao nhiêu biến cũng được. Ở đây mình biểu truyền cái biến tên là book để trong view này nè, hỏi nó xài. Rồi giờ chạy được chưa? Vậy ta chạy tới coi ha. Đời rất là tư đẹp, gõ vô rõ ra liền cái gì đâu. Một. Mới nói đời tư đẹp xong giờ hết đẹp rồi nè. Lỗi gì đây? Chưa có folder, chưa có view tên là book đúng không? Trong folder view rồi thấy không? Thì vô đây tạo thôi. Trời ơi, dễ dẹt ha. Folder book.exit. Look. Chạy. Hay quá. Qua đây làm gì ta? Rồi. Chi tiết quyển sách đây. Mình sẽ làm gì để hiển thị chi tiết quyển sách? Book 0. Chấm title, book 0 chấm slot, book 0 chấm price. Cái này là gì ta? Cái nào biết? Hả? Lấy cái giá này, lấy hiển thị giá ở dạng thân thiện người Việt Nam hả? Hay vậy? Rồi, qua đây chạy thử coi nha. Nạp giá 350 ngàn, ngồi thiếu gì Việt Nam đồng.
Nếu mà thêm vậy thì thêm sao? Hả? Xa quá dấu này nè. Ha, vì ghi VN ở đây. Vô database, mình sửa quyển sách thứ 1 này lại. Giá nó cao cao chút xíu coi. 3 triệu. 30 triệu. 35 triệu luôn. Ha. Kịch 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 kịch. Rồi. Quyển sách thứ nhất. Nè, mấy thấy định dạng đẹp không? Khi hiển thị ra ngoài trong web nha, ngày, số, tiền tệ, ba cái thứ đó là phải hiển thị định dạng lại. Được không? Định dạng lại là cái hàm gì? Với số nè. To locate string. Đây là hàm của CyberRib đó. Ha. CyberRib thì mới học qua dụng này cũng được nè. Đối với đó tại sao là có số 0 mãn này vậy? Này là sao? Phần tử đầu tiên của mãn. Điều đó có nghĩa là cái này là mãn. Dữ liệu từ mãn cho đổ về là mãn. Dẫu có một phần tử thì nó vẫn là mãn, mãn có một phần tử. Còn mấy em không có muốn số 0 bên kia thì chỗ này mấy em ghi lại data không ở đây. Vì trong kia không cần cái số 0 nữa. Hiểu không? Rồi. Bây giờ gói số 2 vô sao ta? Nè. Ủa, sách quá dữ luôn ha. Gói số 3 vô thì sao? Thấy không? Ừ. Sao tại sao có table được nhỏ nhỏ vậy nè? Tại sao nó nhỏ vậy? Tại sao nó nhỏ xíu vậy? Coi cho cái view này coi. Thầy cho con 6 nè. Nó nhỏ nhỏ. Ví dụ mình muốn mở rộng chút con 8 thì đây nó rộng ra một tí. Thấy không? Cái table này đó, table là table border. Nếu ai không thích màu nền chẳng nền lẻ nó khác nhau thì sao? Thêm gì? Table chip nha. Đó, nó chẳng lẽ nó màu nền nó khác nhau. Dễ nhìn ha. Bây giờ xóa dữ liệu. Select được rồi phải không? Chèn được rồi phải không? Bây giờ xóa nè. Trong đây chúng ta định nghĩa một cái tên là số. Ủa xin lỗi, đưa tên là Dealbook ID. Nhận ID đó từ thanh địa chỉ nè. Ở đây nếu mình mà biến đang đạt phải có lệnh kiểm tra ép kiểu nữa. Đó. Chả câu lệnh xóa book nè. ID. Ở đây mấy em lại thấy một biến thể khác của hàm query nữa. Trong đây có những dấu hỏi. Trong đây có những dấu hỏi. Không biết sao này mấy em khai báo một cái mảng cho thầy. Thì giá trị của biến này, giá trị của biến đầu tiên nó vô cái dấu hỏi đầu tiên, giá trị con này thứ hai nó đưa vô dấu hỏi thứ hai. Kịp chưa? Đây một biến thể nữa của hàm query. Ở đây chỉ một dấu hỏi thôi. Ở đây mình ghi một cái mảng có một phần tử được rồi. Thì giá trị của phần tử này sẽ vô dấu hỏi này. Dấu hỏi duy nhất cho cô lệnh. Thí dụ người ta truyền tới ID này là 5. 5 này vô đây. Rồi 5 vô đây. 5 vô đây có 2 thế. Tức là cô lệnh này là delete book. Có ID là 5. Kịp chưa? Rồi bây giờ chạy cái hàm callback. Sau khi nó xóa xong data ép khác râu bằng 0. Nếu mình thấy không có dòng nào có tác dụng thì mình đổ về một cái dòng chữ là không còn số lock, nên là không có bút nào để xóa. Còn không thì mình chuyển về cái đang bút thì chúng ta sẽ thấy bút nó mất nha. Bây giờ xóa nè, nhìn coi thử bút xì nói với tuổi 30 ID là mấy vậy?
hai đi là bốn. Vậy bây giờ đen bút bốn rồi, nhìn này lần cuối đi, nhìn nha, nó mất nè, thầy xóa xong nó quay lại chính này luôn. Giờ thấy nó mất nè, nhìn kỹ chưa, kích nó chuyển qua cái trang bút, bút xong nó quay lại trang này, bút xị thì mình thấy nó mất. Giờ coi người ta bay nó mất không, mất thiệt luôn đó nè, thấy chưa. Xóa. Bây giờ đây 1, 2, 3 đúng không, xóa cái phim sách chơi, đen bút thứ 40 đi, địch có sách không, không thấy, coi coi số lóc coi nè, nó báo trong đây nè, không có sách nào xóa nè, phải không, đen bút ABC hay là ghi chữ gì đó coi, kích ghê à, hỏi gì á, hả, hỏi gì, không biết vậy là cái hàm bạc yên của mình không chạy ngon rồi đó, thấy không, 4.3 chạy không, đeo bút sẹt 4.3 kịch, nó lỗi sao, bạc in nó chuyển thành 4 mà sách số 4 không còn, nó lỗi hôm nay kịp chưa. Rồi bây giờ mình truyền chữ vô coi, rồi mình truyền chữ vô thì cái hàm bạc in mình nó thua rồi. Vậy cái hàm bạc in ở đây nó không phải đúng như bạc in trong Cyberit ha, chuỗi nó báo lỗi đây. Vậy nếu mình muốn khống chế lỗi này thì mình dùng hàm gì ta, hàm gì trong Cyberit giúp mình phân biệt cái giá trị người ta đưa vô là chuỗi thật sự hay là chuỗi có thể biến thành số, thế nào biết, học trong cái ngày đầu tiên của Cyberit cơ bản luôn, hàm 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 gì, hàm gì để mình đánh giá một cái giá trị vô có thể đổi thành số hay không, hay đó nó là một cái chuỗi thuần túy. Ví dụ chuỗi thuần túy là chữ tèo không thể đổi thành số được, còn cái chuỗi như 90 chẳng hạn, chuỗi có thể đổi thành số được. Hàm gì giúp mình chuyển, giúp mình đánh giá cái việc chuyển đó có thể thực hiện được hay không, hả, hàm gì, hàm buổi thứ hai cho người đi, giỏi chính xác, y n a n, hàm này mà tru thì tức là sao, cái giá trị mà người ta đưa vô là chuỗi thuần túy không thể chuyển thành số được, còn phone thì có thể, được chưa. Nếu như thế thì cái chỗ này mấy em dùng nè, dùng cái hàm đó trước cái hàm bạc in nữa, để nếu mà chuỗi thuần túy mình sẽ báo lỗi ngay, kịp chưa. Còn cái này nó chuyển thành số, cái số thực thành số nguyên như mình thôi, kịp không. Rồi làm bếp mấy đứa làm thêm cái đó đi, để thầy coi vậy, để coi sao nha, chứ thầy làm hoài cái bê la này thầy khi dễ em quá.
Update là ví dụ sau cùng. Ví dụ sau cùng. Thầy định nghĩa một cái đường dẫn tên là book, update book. Cập nhật quyển sách. Title bằng giá trị, write bằng giá trị, where bằng giá trị nào đó. Cập nhật quyển sách. Ở đây mấy em thấy thầy ghi ba dấu hỏi. Thì cái mảng visa thì ghi ba giá trị. Đó. Như vậy thì cái hàm query nè, có khi cái này không cần, có khi cần. Không cần nó thì mình ghi câu lệnh SQL xong rồi hàm callback liền. Còn mình cần truyền cái gì đó cho câu lệnh này thì mình cứ khai báo. Kịp không? Dấu hỏi thứ nhất là gì đây? T, T là gì? Title. Ha. Mình ghi query, tức là biết này mình ghi là mình lấy gì sao? Cái này nè, mấy em ghi về cũng được nữa nè. Hoặc vuông, đóng hoặc vuông, rồi chú nháy. Cách này nãy thì ghi phía trên á. Ha. Hoặc là ghi đơn giản không cần hoặc vuông. Đóng hoặc vuông ghi chấm thôi được rồi. Cũng được. Lấy một giá trị trên u rằng là lấy ID, lấy title, lấy write vô. Rồi mình cập nhật quyển sách này theo cái title mới, write mới. Tôi chạy thôi chứ có gì đâu. Update book đúng không? Giờ chạy nè, coi nè. Bây giờ quyển sách quyển sách thứ nhất lĩnh nam chích quái. Thấy không? Giá là 350, 3 triệu mấy đúng không? Bây giờ thì cập nhật nha. Update book ha. Dấu hỏi. Title bằng La Sơn Phu Tử và price của nó, giá của nó bằng 200.000 và ID bằng 1. Có nhìn không? Đi xéo vậy. Chạy thử coi nha. Kịch. Nó báo gì vậy? Update book. Không có. Cái đường dẫn này sai à? Update. À, duyên duyên lờ. Thôi bỏ chuyên lời này đi. Kịch. Ha. Vậy là vậy coi. Kịch. La Sơn Phu Tử nè. Cái sách thứ nhất nè. Giá là 200 nè. Ủa? Sao có 2.000 hả? La Sơn Phu Tử. Dài là như. Ờ có thể ghi 2.000 mà. Phải không? Ở đây đúng rồi đó. Cập nhật nè. Như vậy là từ Node.js mình có thể tạo table, chèn dữ liệu, xóa, cập nhật thêm mới, lấy dữ liệu ra rất là thoải mái. Hiểu không? Dễ hay khó? Rất là dễ. Chưa biết thì thôi, chưa biết rồi thì nó đơn giản, vậy cái gì phức tạp. Ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài test, bài lab nha.